Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện đáng chú ý vừa diễn ra trong tuần qua trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch thành phố Đông Hà trở thành đô thị xanh nổi bật ven sông Hiếu là một trong những yêu cầu trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị cho ý kiến tại hội nghị điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa mới diễn ra trong tuần. Đông Hà sẽ là trung tâm động lực cho ngành công nghiệp và kho vận, cảng tự do. Cùng với đó, định hướng xây dựng Đông Hà trở thành đô thị xanh gắn với cảnh quan thiên nhiên dựa trên trục sông Hiếu. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng, quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhằm cụ thể hóa quy hoạch kinh tế xã hội của thành phố. Do vậy, đồ án quy hoạch phải xác định được định hướng lâu dài cho thành phố, nhất là không gian sản xuất, không gian sinh sống và vùng đệm để kết nối với các đô thị khác trong tương lai. Đồ án cũng cần xác định dành quỹ đất cho phát triển thương mại dịch vụ, giảm quỹ đất của công nghiệp, kho vận, cảng tự do. Đối với khu đô thị phía Bắc sông Hiếu, cần đảm bảo hài hòa cho sự phát triển của các làng nghề của người dân, đồng thời định hướng mở rộng không gian đô thị phù hợp với xu hướng phát triển trong tương lai. Khẩn trương hoàn thiện đề án nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 và chăm lo Tết Kỷ Hợi cho người nghèo với phương châm không ai bị bỏ lại phía sau. Đó là những yêu cầu trọng tâm tại cuộc làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong tuần qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, năm 2019 là năm mà toàn hệ thống chính trị phải có quyết tâm rất cao, hành động quyết liệt, chỉ đạo sâu sát cụ thể để tăng tốc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, đưa Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển trung bình chung của cả nước. Đây là yêu cầu có tính bắt buộc mà các ngành các cấp phải thực hiện. Vì thế, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phải gắn cho được nhiệm vụ của mình với hai sự kiện đó, chính là kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng Trị và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, trong đó cần khẩn trương hoàn thiện đề án về nhân sự, đảm bảo cơ cấu tiêu chuẩn. Thưa quý vị và các bạn, một trong những nội dung trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện trong tuần là tổ chức làm việc với các địa phương về kết quả thực hiện cam kết trách nhiệm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2018. Điều đáng phấn khởi là việc ký cam kết trách nhiệm đã tạo được cách nghĩ, cách tiếp cận mới trong các cấp ủy cũng như đội ngũ cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ của từng địa phương. Với cam kết trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu cấp ủy, các địa phương trong tỉnh có những chuyển biến tích cực trong công tác điều hành, gắn bó với vai trò, trách nhiệm cụ thể của mỗi cá nhân, tập thể, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội vì thế cũng được cụ thể hóa. Cụ thể, đánh giá được những việc làm tốt hoặc chưa tốt của một địa phương. Qua đợt giám sát của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, những ý kiến chỉ đạo sát với thực tế sẽ giúp các địa phương có thêm nhiều giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong năm 2019, làm tốt hơn những phần việc đã cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong tuần, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến thăm chúc mừng Giáng sinh các giáo xứ, tổng giáo phận và bà con giáo dân ở các địa phương trong và ngoài tỉnh. Tặng hoa và phát biểu tại lễ mừng Giáng sinh tại tòa Tổng giám mục Huế, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã gửi lời chúc mừng đến ngài Tổng giám mục và toàn thể bà con giáo dân hai tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế một Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng mong rằng trong thời gian tới, Tổng giám mục Huế, các vị chức sắc, bà con giáo dân nói chung và giáo dân tỉnh Quảng Trị nói riêng sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, tiếp tục đóng góp tích cực hơn nữa trong công cuộc xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trong tuần qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã triển khai xây dựng và phát động thi đua dự án đập ngăn mặn sông Hiếu, thành phố Đông Hà. Đây là dự án quan trọng, có ý nghĩa về nhiều mặt, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dự án đập ngăn mặn sông Hiếu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nằm trong quy hoạch thủy lợi khu vực miền Trung giai đoạn 2012-2020, định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng, có tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu chính phủ, thời gian thi công trong 2 năm. Dự án có nhiệm vụ kiểm soát độ mặn ngọt, cấp nước sản xuất cho 1.300 ha đất nông nghiệp và gần 200 ha đất nuôi trồng thủy sản, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 15.000 người dân và duy trì tiêu thoát lũ vùng thượng lưu. Đồng thời kết nối giao thông thủy bộ hai bên sông Hiếu, tạo cảnh quan môi trường đô thị và phát triển du lịch. Cũng trong tuần, Sở Công Thương tổ chức công bố kết nối các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh Quảng Trị vào siêu thị năm 2018. Theo đó, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chế biến nông sản trên địa bàn đã ký kết hợp đồng cung ứng sản phẩm với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ Sài Gòn Đông Hà. Đây được xem là cơ hội để sản phẩm nông sản sẽ tìm được chỗ đứng trên thị trường và có mặt tại các siêu thị, cửa hàng bán lẻ trong và ngoài tỉnh.
Trên cơ sở, các địa phương cung cấp danh mục các sản phẩm có nhu cầu liên kết với siêu thị như gạo sạch Triều Phong, bún tươi Vạn Linh, gà sạch Trầm Ri, trứng gà Tử Hải, rau xà lách rong Do An, v.v. Sở Công Thương đã tiến hành khảo sát, đánh giá, lựa chọn các sản phẩm phù hợp để kết nối đưa vào siêu thị. Các sản phẩm được lựa chọn là sản phẩm tiềm năng của địa phương, có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn và đáp ứng được các yêu cầu của hệ thống phân phối. Những sản phẩm nông sản khi đưa vào siêu thị sẽ góp phần đảm bảo đầu ra và thương hiệu cho người nông dân. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc mục Quảng Trị tuần qua tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.